Rồi, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em mời mọi người đi khám phá vùng quê với em nha. Sau một cái thời gian ở Sài Gòn rồi thì hôm nay là Tết nên em dẫn mọi người cùng đi về quê miền Tây xem đường xá, ruộng vườn, cây trái, đặc biệt khám phá cái vườn vườn sầu riêng. Đó, mời bà con cùng tham gia nha. Đây là thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là sự góp mặt của bạn đồng nhỏ với Nị đang đi phía trước đi phía sau đây. Đây buổi chiều nên nắng nắng dọi ngược lại, chúng ta bị chói nắng nè. À, có vườn mít nè, vườn mít với cây sầu riêng ở ở trong. Bây giờ thì em sẽ dẫn chú anh chị mình đi lên vườn sầu riêng của nhà em nha. Nó gần gần nhà em, cách nhà em 1 km. Thì chúng ta xuất phát từ nhà ông ngoại thì cách khu vườn này khoảng vài trăm mét thôi. Thì phía trước là đã đến rồi. Này cái hàng rào mà người ta trồng cây xương rồng nè. À, có những hình ảnh mà ở Sài Gòn không có. Thì mình xem cho là lạ. Lại coi cái cây sầu riêng như thế nào ha. Đó giờ mình ăn thích ăn sầu riêng nhưng mà nhiều khi chưa được nhìn thấy, thì bây giờ có dịp mình nhìn thấy cách trồng và cái cây như thế nào. Ở miền quê thì ăn Tết mọi người cũng không có rầm rộ gì mấy, cũng yên bình, bán phần dơi. Cậu Tám hả? Cậu Tám à, về bữa mùng 1 đi vòng lên đây hồi quay lại. Dạ mai con đi ạ. À, dạ đi vòng rồi hỏi quay lại. Nắng quá. Đây đến vườn nhà em rồi đây. Ở đây thì không có địa chỉ nhưng mà mình đi thì mình rất quen thân thuộc thì mình thấy mình biết thôi. Ở đây thì của ai mới biết. Cây trái thì hai bên đường luôn. À, bên đây thì của người ta. Ở đây thì có cái đường, cái đường dạng như là cái đường làng vậy đó. À, về đường làng nó nối liền giữa các ấp, gọi là đường xuyên ấp á, các ấp với nhau, có thể là các xã với nhau luôn. Đây đúng rồi, đây người ta trồng theo hàng hàng thế này nè, luống luống tới rừng rồi. À, bây giờ mình mở cửa nha. Hả? À, lửa trong rừng hả? Trời ơi, nãy quên em chai nước. Bên đây nhà mình, bên đây nhà người ta hả? À, ở đây giữa những cái giường, những cái gì với nhau thì cách nhau bởi con đường, hoặc là con đường lớn hoặc là con đường mòn. Đi vô rừng đó. Bây giờ mở cửa mời mọi người cùng tham gia nha. Rồi mình vô được rồi đây. Thì đây trước mặt mình là cây mít. À, cây mít nó có đang có trái.
À, có trái mít. Làm đi. Rồi, đây là vườn sầu riêng không thôi. Còn ở phía sau nhà thì là những cái cây tạp như là sầu riêng, cam, bưởi, cóc, ổi. Làm đi. Hả? Làm theo chi? Này mấy trăm cây. Cây cũng trồng cũng 5-6 năm. Qua cầu mình qua cầu. Con cầu nhỏ nhỏ. Được không? Làm cái đùng đi nha. Cẩn thận. Không phải cẩn thận đi. Ôi trời ơi, sợ. Gì vậy? Đừng có đi vô cỏ rồi đi ngoài thôi. Bước lên nhóc nhanh lên. Đây mình vô một vòng khám phá. Trụ thôi. Ừ. Chứ sao đi hết được. Ở đây rất là mát ha. Này là hệ thống tưới tự động nè. Thì mình bật điện ở một nơi và bơm ở một nơi thì nước nó sẽ phun đều ở các cây như thế này. Đó, cái ống nước thì nó nằm ở dưới gốc đó. Lần đầu tiên cho bà con mình thấy cái bông sầu riêng nha. Nếu mà ai chưa có dịp nhìn thấy. Một chùm vậy là nó có thể có rất là nhiều trái, nhưng mà mình để nó có một trái, hai trái thôi, để cho trái nó lớn. Cái đó là bông đó hả? Ừ. Nó một bông là tượng trưng cho một trái, nhưng mà mình sẽ thụ phấn nó và để cho nó khi mà nó có trái thì mình cắt bỏ, chứ cần để một trái, hai trái thôi. Là một cây mình để khoảng chừng 100 trái thôi. Tại loại cây này là loại cây không tự thụ phấn được, nên mình phải tự thụ phấn cho mình, phải thụ phấn cho nó để nó có trái. Đẹp chưa? Bông bông. Không phải bèo, phải bông bông. Bông tâm gì? Bông bóng trong miệng hả? Là bèo. 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 Này, này xanh xanh này là bèo, bèo cho cá ăn. Khi mà nước ao nó có nhiều cái phân á thì nó sẽ có bèo. Còn rất là dài các anh chị. Trời ơi, nhìn đảo quá. Mình đi chắc không hết được. Nên mình đi tham khảo thôi. Hồi xưa khi mà cái trái sầu riêng á nó lớn lên và nó chín rồi đó, gần chín thì ta sẽ cột cái nhánh này, mà cột cái nhánh này lên cái thân cây để khi cái trái nó không có bị rớt xuống. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì mọi người đều gần tới ngày thu hoạch thì họ hái rồi, họ đóng thùng đóng hộp đi xuất khẩu, không thể nào đợi chín được. Đợi chín thì không bán được. Chị có để nhà ăn, có để chín không? Đúng đâu. Giờ canh vừa đủ độ già của cái trái này đó thì ta sẽ thu hoạch liền, không phải để chín cây như vậy nữa. Đi đặc biệt cây sầu riêng nó có hình bonsai, thì cây nào cũng vậy, nó có hình bonsai từ ở dưới gốc thì nó bè ra, còn ở trên thì nó sẽ nhỏ lại. Rồi mình đi một vài gốc nữa hay là mình đi về? Ở trong đây không có khu vui chơi, trong đây chỉ có cây với trái thôi, hiểu không? Ở đây giờ có cây thôi. Như cây này thì hoa không nhiều bằng cây lúc nãy. Màu đó. Rồi xong đi đứng luôn rồi. Sao đây? Ở đây trồng theo luống, theo hàng giống như cao su vậy đó. Ba
rồi một rồi một vòng vườn sầu riêng khám phá miền Tây cho cô chú anh chị mình xem tham quan nha. Có dịp thì mọi người có thể về thưởng thức. Theo nếu bây giờ có bông thì chắc có tháng 6 tháng 7 thì có sẽ có trái. Thường là 4 5 tháng. Một năm có trái hai lần, một lần hai lần đó. Như một năm có trái một lần. Rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Máy bay cô chú đi đồng. Ông bà, cơ, ông bà chú bác. Ông bà chú bác. Đi. Đâu? Nè bay ông nè, bay ông nè. Bay ông. Ừ đó. Đâu? Đi đâu đi. Đây là mình đứng giữa cái khu này. Đi. Diện tích diện tích không biết nhiêu ta, 6-7 ngàn mét vuông gì đó. Đi. Đi đâu vậy? Rồi.